mang bi mặt non đài khi gian, kẻ lành tâm hay đến mà xem. Ngọc muôn màu kết tuổi làm dèm lầu nhan, dáng nóc ngước xem mỗi mắt. Hương vô tận bay ra nằm mặt gót, thần tiên nở khắp gần xa. Mê đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hàng ngà đức Phật. Quả đất đã bao lần biến đâu phải là mới chuyến đầu tiên. Hãy xem cùng vật hiểu liền, nói lên chìm xuống có yên bao giờ. Đến lâm dung quả lành đâu mất cõi bay phương, chư Phật đợi chờ. Từng lâm cây đa thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát ở đài. Kẻ hiền đức sau này được thưởng phép thần linh của đức gì là. Lại được thêm thoát khỏi ba bà, khỏi lưng chuyển trong dòng lục đạo. Hoặc chỗ đó mà ở đây Đức Thầy cho biết á. Giống hiền xưa bây giờ mới tỉa dốc cờ ngày. Bông trổ thơm thơ tuy ngày nay chưa được ấm no, sao giữa được nơi non nhược thì. Đức Thầy ra đời năm 59 mở ra cái mối đạo hòa hảo. Việc nhà quy bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Hoặc là chỗ khác Đức Thầy nói đó, gặp người lâm nạn đua chen giúp dùm. Hoặc là ta giàu có cách thôn hương, dặn dân cư chữ hiền lương mà làm. Cho nên vậy mà Đức Thầy gáo quyết kêu tín đồ làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch. Do những cái lời dạy của Đức Thầy mà rèn luyện tín đồ hòa hảo bây giờ. Quý vị mình nghe trên thế giới rằng bây giờ người ta ca tụng không ai tốt bằng người hòa hảo. Cho nên vậy lễ 12/8 của Đức Phật Thầy sắp tới đây. Yeah. Bữa nay là ngày mùng mấy rồi, chỉ 4-5 ngày nữa tới lễ Phật Thầy. Cho nên trên đó bây giờ trại cơm người ta đang dựng lên, trại cơm 1, trại cơm 2, trại cơm 3. Là 30.000 người về đây dự lễ đều có bữa cơm ăn hết. Đi hơi vô dự lễ nghe lăng múa rồi lại kia lại Phật, rồi lại kia ra lò gàn, rồi cái vấn đề lại kia thấy bông sen, lại kia thấy củ trung đài. Đi vòng vo tâm quất hơi cái quất vô chậm cơm số 1, số 2 bắt đầu ra tàu hủ tương trao rau luộc bi hầm dừa quất đầy bụng, cái bắt đầu đi ra ngoài đường nào sữa đậu nành, rồi vấn đề cháo đêm là nước cam, rồi cái vấn đề là đủ thứ hết. Ta kêu mời mà ta năn nỉ mình luôn. Thì vậy thì bà con thử nghĩ coi ở trên thế giới có cái lễ nào tốt bằng cái lễ hòa hảo gì. Cơm rồi coi như ba chạy 30-40 ngàn người về, coi như muốn ăn giờ nào ăn, mà cà phê nước đá đường sữa canh chanh cam gì muốn uống giờ nào uống. Cho nên ban đêm quý vị muốn ngủ chỗ nào ngủ. Cho nên vậy hòa hảo vì ân đồng bào, cho nên hòa hảo làm quá tốt. Kính thưa quý vị, như vậy thì quý vị mình không gài nghe là nào là cái vấn đề là nước dân ở Lương Phi, rồi vấn đề nuôi chài, cái vấn đề nuôi cấp nuôi chài ở cái vấn đề dụ như thần. Do vậy mà mặt trời có hào quang, con chim hồng hoàng nó về hòa hảo. Cho nên vậy bà con mình con chim hồng hoàng bằng cầm tay thôi, bây giờ chưa nắm bắt nữa mà thấy YouTube nó chạy ào ào quá, nó dành quay tới lần này chen kia chen qua nó, một cái hồng hoàng, hồng hoàng đại diện cho con chim phụng hoàng. Cho nên vậy mà con này là báo điềm thôi, chứ thiệt ra con phụng hoàng thiệt đó, bây giờ nó cả mấy trăm thước rồi cởi mấy con chim mới được. Ôi ơi, chim hoàng bằng cầm tay, hồng hoàng cởi ai mà là nó bay gì khơi khơi hòa hảo ta là... dân chúng kéo rần rần luôn. Còn bây giờ núi chài ở cái vấn đề mà đồ là đồ ôm với dồn chư thần, mấy YouTube lần quay ta ào 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 thành bổn, nó tàu ơi có đá nó vàng vàng giống vàng thiệt. Cái bà bên Mỹ kia nó không cứu nội mày, cứu cha mày, mày nói vàng vàng cho qua bển các nước nó qua, nó giành nó đánh Việt Nam cái ông nội luôn á. Cho nên vậy mà chỉ cục đá bằng vàng thôi, hơi hơi thôi mà nó la làng vậy mà thế giới còn chấn động quý vị. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, bây giờ đó là những cái điểm mà mặt trời hồi xưa giờ không có hào quang, mặt trăng nó có hào quang chứ đâu có vụ mặt trời. Mặt trời có hào quang là báo là cái vấn đề Phật sắp ra đời đó. Đức Thầy cho biết hào quang chữ Phật gọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thần lương. Kính thưa quý vị, đó là những cái điềm báo là cái ngày núi nổ là đền đài hiện ra. Cái đó là điềm báo. Mà tại sao chim hồng hoàng bao qua
nó bay về có mấy bữa lượn qua từ Hòa Hảo qua Chợ Mới, Chợ Mới nó lại Chợ Thủ, nó bay lượn qua lượn lại có 3-4 ngày bắt đầu nó xẹt vô dây điện đi chết queo. Cho nên vậy mà con Hồng Hoàng đây báo tin vui là coi như núi sắp nổ, đền đài sắp hiện, rồng phụng sắp ca múa, coi như là Đức Thầy cho biết hiền lành dừng đó xung dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ba mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng cũng mở các lân địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng quấy lẽ công cũng đồng chừng chỉ kẻ lòng ác gian. Ấy là đến đúc xây sang tam hoàng trở lại là đời thương quân. Khuyên dân lòng cơ chớ có sờn, gắng tu thì được xem đờn trên mây. Như vậy kính thưa quý vị, như vậy thì tôi báo quý vị mình cách mạng 30 năm. Và đó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ông già là chung với thằng Bèo không, mà cách mạng thành công rồi. Nguyễn Tấn Dũng nó về ở Sài Gòn Hà Nội đó, ở cái biệt thự 50 tầng, coi như vàng là coi như là cả nói chung xe tải mà chở. Còn cái vấn đề cái nệm ngủ máy lạnh đồ ăn nhà hàng đâu không à, mà nhờ cha mẹ 30 năm là coi như ở với thằng Bèo. Còn cái vấn đề tất cả ông chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh đồ này kia, bí thư đó, trước đây công trận dầm sương giải nắng cho nên ngày thành công ta hưởng. Còn Hòa Hảo mình nói thật ra quý vị ăn chay đó nghe, nó thiệt nó khổ hơn mặn đó nghe. Tôi ăn năm nay là 49 năm ăn giết đụng không còn cái răng luôn. Mà tôi thấy nghe thịt heo hầm đủ rồi tôi thèm nhiều miếng luôn. Tôi thấy chà dinh chiên mà gấp đũa nằm lên thẻo nước miếng luôn. Cho nên vậy mà lên trên hồ rồi dặn đinh trên núi cấm mà giải xuống con nào đấy. Tôi dằn nghế nó nổi lên nó bập bồng bùm giò. Tôi nói cá ơi cá mày gắng tu nghe, chứ mày không có khỏi cái vấn đề bỏ vô nồi canh chua đâu, me vô vài thớt này bột ngọt đường để vô nó gấp đũa nằm không đó mày ơi. Cho nên vậy mà bây giờ mấy thằng cá đó tôi nói mày gắng tu đi chứ không bao giờ khỏi cái chảo chiên đâu. Dùng thứ mày mà làm sạch nhớt rồi đưa lên cái chiên để tỏi vô dầu ăn rồi vô quất vô cái xèo xèo đó, cái trái gam gam nó quất đũa nằm không, nó quất uống như ba ba bóc bóc rồi mẹ ơi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ tôi 49 năm ăn chay trường, ăn khổ hạnh rau luộc chấm nước tương không à. Mà ngoài đời bây giờ là bữa nay thịt heo hầm lưu đủ mơi xào măng, xào đó là lăng, bữa nọ là cá bóng là coi như chân tương, bữa nọ tôm luộc coi như quất là quằm mỏ luôn. Mà tôi năm nay ăn chay nói chung là 49 năm dài thầm thẩm luôn, quá cực khổ rồi. Còn cái đề thiên hạ đó là ăn chơi chát tán lại phòng trà rồi này kia, nhảy nhạc giật gân này kia rồi uống bia rồi này kia. Còn tôi đó chiều cúng lại rồi ngồi niệm Phật như trời trồng, năm nay quất 49 năm dài vậy cúng lại ra sao khổ được hưởng mà. Thấy ông nội đi rồi còn ngồi niệm Phật đó, rồi đi giảng đạo với làm từ thiện 49 năm không có giờ nào nghỉ hết. Rồi tôi niệm Phật trong tâm mà sắc đẹp còn trẻ thì quý vị niệm con nhỏ nào đẹp tình yêu đồ này kia, còn tôi tối ngày cứ niệm Phật không. Cho nên vậy không có nhớ tới gái đẹp, không nhớ tới cái vấn đề có ăn ngon, không nhớ tới xe hơi nhà lầu, không nhớ Phật không cho, vì Phật dạy là có vấn đề khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời. Cho nên vậy Hòa Hảo bây giờ 40 năm 50 năm 70 năm tối ngày ăn rau luộc trong miếng tương không, cúng lại coi như ngày thời có khi ngồi mấy tiếng hồ nữa. Rồi bây giờ làm từ thiện suốt đời luôn, sáng thức dậy ra không làm việc nhà đi làm từ thiện, không cất nhà cũng đi làm cầu, không làm cầu cũng đi chặt thuốc mam, không chặt thuốc mam cũng nấu cơm bệnh viện, không nấu cơm bệnh viện cũng đi về vấn đề hộ niệm, đi lắm từng đám dỗ lắm ma. Như vậy thì Hòa Hảo suốt 40 năm 70 năm vậy quý vị mình nữ nghĩ không hưởng rồi tu chi. Cho nên Đức Thầy cho biết kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Là, lại được thêm thoát khỏi ta bà khỏi lưng chuyển trong dòng lục đạo hoặc chỗ khác. Thầy cho biết rồi gần lâm cây đã thấy ngày nay mà ruột năm non có cát ở đài chờ đợi con hiền nói tục cổ tới thời thượng cổ điếu hòa mai. Tôi cấm coi đền đài mà nếu sau này không cho mấy người hiền nữa, ông nội ai tu chi, dùng thứ để dành cho mấy người ác, không chỉ ai dạy gì làm hiền. Cho nên Đức Thầy ngài cho biết bây giờ kẻ sợ người tệ hiền
lương đến hội cũng kề với nhau. Là Đức Thầy nói trước, là hôm qua mở đấu cấm bộ đền đài để cho người hiền, là chỗ khác Thầy cho biết. Phương Nam rạng ngọc trôi lòa, lù lì hô phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung tính trực, quân cùng thằng nào nức vui tươi, liền qua đùa nở nụ cười, trước tội lương tấm chào người chân tu. Kính thưa quý vị, ông Tám Lễ ở nhà tôi đang trị bệnh ông bà. Bà tên sao, ổng tên Lễ, người Phú Yên. Mấy chục năm gì trước, 4 năm, 41 năm gì trước, ông vượt biên qua bên Mỹ. Ổng là đánh cá biển, có xe hơi nhà lầu. Bà thì coi như bị bỏ ở tù ở lại 7 năm sau, cầm đàn bà mà lái chiếc thuyền đi qua Philippines. Hai ông bà gặp nhau bển năm nay 41 năm, đẻ 5 đứa con. Bây giờ đó, ổng á nói tôi về mà không gặp thầy ba tôi chết à, bị tôi đi 10 bước tôi thở, kéo đờm nó kéo o, mà tôi có mấy ông dòng họ chết cũng vụ mình sẽ kéo đờm, cho nên tôi đứng chuyến này về không gặp ông tôi không có xuống đất không mấy bữa đâu. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ là ông Tám bà Tám này vượt quyên bên đất Mỹ, coi như ông thì coi như trốn ngày trốn đêm mới qua được đất Philippines mới đi Mỹ, còn bà đó bị bỏ tù 7 năm cầm chiếc thuyền chạy 7 ngày để đến với Philippines mà đưa đi Mỹ. Năm nay 41 năm dài bà nó qua bển chuyên môn lụm lon, tháng coi như 40 triệu Việt Nam bà lụm mấy chục năm vậy mà sắm vàng gửi về miền Trung cho ông ta hết à. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ coi, người ta đi nuôi cái mộng đi nước ngoài đi sung sướng mà người ta đổ ra biết bao nhiêu năm rồi người ta mới được. Còn bây giờ bà con thử nghĩ coi, tôi 49 năm rồi mà tính đây tới dậu 6 năm nữa là coi như 55 năm. Như vậy 55 năm ít nhất tôi cũng phải tới đấu cấm từ kia có cái ghế vàng ghế bạc thầy chư thần dành cho tôi. Tới đó tôi cũng phải gặp Ngọc Hoàng, gặp Vua Minh Vương, gặp tiên, gặp thánh, gặp phụng, gặp phụng với 30 năm cách mạng thì sau này tôi ở sơ nhà lầu. Còn hòa hảo 70 năm tu tỉnh kiểu đó thì phải lớp tới đền đấu cấm, ngồi ghế vàng ghế bạc là coi như ăn đầu tiên rồi chào mừng Phật Thánh. Chứ thử nghĩ quý vị mình là làm cái gì mà không kết quả ai làm chi. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, tôi 49 năm chờ đợi được mà đây nó dậu không đầy 6 năm. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, đây không phải tới đó Mỹ, đây tới đó là vấn đề chích dịch nè, đây tới đó chết đói nè, đây tới đó chết đến bão nè, đây tới đó chết động đất nè, đây tới đó chết hạn hán nè, đây tới đó chết vì vấn đề thằng Nga nó quýnh nu mai chưa xong thì bắt đầu là không biết là tháng nào đây. Trung Quốc nó quýnh Đài Loan rồi bắt đầu các nước thế giới lo đến giặc không à. Mà đánh giặc giết thằng này đánh thằng kia đánh không lợi bắt đầu nguyên tử. Cho nên vậy mà thằng Nga nếu quýnh mà thua cái NATO đó là Putin này bấm nguyên tử. Cho nên vậy nó bay ra thằng Mỹ, thằng Anh, Pháp nó đâu có chừa. Bây giờ mày chơi nguyên tử tao chơi. Còn Tập Cận Bình chiến này biên Nhật, Úc, Anh rồi kia thằng Ấn Độ quýnh banh bành rồi nó tao chơi nguyên tử. Thì coi như nặng thằng nào nắm chơi nguyên tử thì bay ra dù dù dù. Cho nên vậy một trái nguyên tử nó hủy diệt là cả tỉnh. Một trái nguyên tử nó hủy diệt cả tỉnh. Mà trên thế giới này mấy nó cộng lại là mấy trăm ngàn trái. Như vậy thì nó thảy ra trái đất này trái sạch sẽ luôn, không còn chỗ nào còn hết. Như vậy đây tới dậu không đầy 6 năm nữa, bệnh dịch, đói, lụt, động đất, hạn, rồi vấn đề là chiến tranh. Quý vị dám chịu nổi không? Cho nên từ chỗ đó mở đây đó là coi như Đức Thầy đã xác định. Kể từ đây lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không tàn tánh mạng. Vậy thì bây giờ quý vị ở trên thế giới quý vị đừng có thấy ở bên là Billy Ba chết bèo ở ngoài biển quý vị kêu trời. Quý vị ngày nào quý vị ăn chay trường quý vị mới hết kêu trời. Chứ còn ngày nào quý vị cũng là coi như đập đầu cá lóc dĩ tử, ngày nào quý vị cũng là coi như quốc thịt heo kho hầm đu đủ, ngày nào quý vị cũng giết sinh vật để ăn thì ngày đó quý vị đừng có than. Cho nên vậy mà ngày nào quý vị còn làm tội ác thì quý vị đừng có nói rằng ở trên thế giới này được bình yên đâu. Cho nên vậy mà muốn bình yên là quý vị phải cái vấn đề nghe lời thầy là coi như đó là phải làm từ thiện. Cho nên Đức Thầy ngài mới cho biết chẳng làm phước thiện quả e đến ở mình. Còn nếu quý vị làm phước, nếu ta làm phải phước ở hờ bên lưng hoặc chỗ khác,
phước nhiều tiên cánh lên dài, tối nhiều xa đã nhiều ngày tham thê, chừng ấy mới biết chính ghê ăn năn chẳng kịp khó bề tinh tan. Ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội biêu phước hưởng trường tồn không còn mắt nẻo dài khôn lưng hồi. Kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây quý vị mình ngày mai đây có một số biển Năm Chào nốt, cho nên dạ quý vị mình mà lỡ xuống Năm Chào mà không áp đợi 500 đó, thì quý vị mình ở trên dương gian đó giết sinh vật cả tỷ con, rồi trộm cắp đạo tặc tà dâm đủ thứ hết. Cho nên quý vị mình ông Năm Chèo ngáp lại mà ruột gan mình nghe nhẹp đép, cái mình nói cái này gọi là đền mạng, cũng giống như thằng Hải Dương là tòa án quyết định mày giết bốn bên dòng họ bốn người trong đêm, cái tội ác tày trời, cái thảm họa đau thương, cho nên tòa án quyết định đóng cái ấn xuống rằng tử hình. Cho nên thằng Hải Dương nó vừa tội. Cho nên vậy mà đây sắp tới đó, quý vị mình trên trái đất này đó, nếu quý vị mình còn phạm tội thì nặng hán hạn ở bên Ấn Độ mà chết mấy trăm người đừng có than, vì mình làm tội thì đền tội do thiên đình vũ sổ. Còn quý vị mình mà chết cái đợt mà Vũ Hán, mà ở cái đợt mà năm rồi mình mà đốt ngày mấy trăm ở trên lò Hòa Hưng đó, xe đông lạnh nó đậu có khúc đó mà đưa vô trong kia điện trăm bên kéo, là bắt đầu là 15 phút sau, nửa tiếng hồ sau kéo ra đống xương đó. Như vậy đừng có than, bị mình nướng chui cá tôm với cá bóc mình tướng mấy chục ngàn con mình không kể, mà bây giờ người ta trong điện mình trái có cái kẹo mình la làng la cái gì. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây trên trái đất này quý vị đã sắp tới tai nạn liên tục luôn là do tội ác của con người. Cho nên quý vị muốn cho cuộc đời bình yên thì quý vị nghe theo lời Phật đi, ăn chay trường đi, không phạm 10 điều ác đi, quý vị làm 4 điều ăn xong đi thì thế giới này sẽ hòa bình, con người sẽ trở lại cái vấn đề an lạc. Cho nên vậy mà hôm nay bảo đảm với quý vị á, là trên cái quả đất này bây giờ mấy ông YouTube á, mấy ông nói đến ở tận thế ngày mai đó, là nhà nước cũng nghe, cán bộ cũng nghe, rồi đại gia cũng nghe, trên thế giới Mỹ Pháp Anh gì nếu dịch cho tiếng Việt cũng nghe gọt mé hết. Bởi vì nói tới đâu có đấy đó, bởi vì nói bây giờ con gái điếm là coi như đến quả đất này con gái chân dài mà ban đêm nó phực trên mạng nói tôi chưa chồng có thằng nào lết lợi không, còn có nhỏ mới có chồng hay con chồng thôi, tôi mới ly dị chồng có cha nào tới không, rồi có ông nội 77 tuổi không đăng ký có vợ, ông nội cứ vợ mà 40 người 40 tuổi đăng ký. Tôi nói mấy mẹ này bộ thèm lắm sao ông nội 70 tuổi mà 40 tuổi đăng ký làm vợ ổng. Mấy điện về cha nói cha 40 mà tuổi 40-50 người đăng ký làm vợ ba. Mấy con nói con cha trâu già ăn cỏ non vài bữa găng rụng hết mẹ đừng có, 40 mấy tuổi bỏ đi cha ơi. Cho nên ông nói giờ 50 mấy tuổi được không, ông nói cũng còn non nữa cha ơi, găng cũng rụng mà cha ơi chắc chết chịu mở đâu. Ông nói thôi 60 mấy tuổi nó được ba. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ đây trên cái xã hội này quý vị mình đời nó tới thiệt đó. Bây giờ đó năm cái điều mà tôi nói, một là bệnh dịch trở lại, hai là cái vấn đề là bão lụt, ba là động đất, bốn là nắng hạn, năm là chiến tranh, mà chiến tranh là chính. Mà bây giờ thiên hạ gái chân dài bây giờ nó đăng ký nha, nó bán dâm cho những đại gia một đêm là cả trăm triệu, nó ào ào luôn. Còn mấy cái phòng, mấy cái quán karaoke, mấy cái nhà trọ trong nông thôn này, vợ ông này lấy chồng kia lấy bà vợ nọ, học trò nó hư thân bắt nó tùm lum tá la luôn. Rồi bây giờ con người giết sinh vật ăn đó, lại chợ bà con thấy bây giờ cái chợ bán 90% là bán cái đồ mặn. Tôi nói cái thằng ở xứ tôi nó bán cái xe cá này nó đẩy trước cửa, nó chạy qua một vòng không còn con tép nữa, con cua con tôm gì mua mất mẹ ra, còn mẹ bán thịt heo này không còn khí nào hết. Như vậy thì trong xã hội này bây giờ nếu bà con chúng ta chưa tu thì cái ngày mà thế giới bình yên chúng ta không có đâu, cái ngày yên bình cho xã hội này chưa có, không có đâu. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, mà ở đây tôi có nói nặng quý vị cũng thông cảm tôi là bị gì, tôi vì thầy vì đạo tôi nói cho quý vị tu, mà quý vị mình đó ông Đức Bình giáo chủ là thấy rồi, ngài nói là coi như tuy nói nhưng mà độ nó không có được, mà đức thầy cho biết
dây đặng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian chưa đặng ba phần. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy đã quyết định tôi là Phật xuống thế trần này dạy dạy, chứ thật ra độ được hai phần ba phần. Bây giờ hòa hảo bà con mình cái dùng Mỹ Hội Đông lên Mỹ Quận với nhân Mỹ hòa hảo Phú Tân nè, quý vị mình xét tổ đình mà lội lên lội xuống 500 căn nhà, quý vị mình nếu trừ hợp 10 nhà mà ăn được 7 đêm quý vị tu lại luôn. Bây giờ nó cũng quất mặn ào ào luôn, chợ hòa hảo giờ cũng bán cá thịt ầm ầm luôn, tới ngày lễ Đức Thầy cũng trâu chó làm bán luôn. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, như vậy thì bây giờ ở đây Đức Thầy xác định trái đất này bây giờ là coi như cái dục hòa hảo mà mừ tu giỏi 7 là 3 thôi. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, đây cho đến ngày tận thế là nói chung là chúng ta chuẩn bị chết rồi, là bị tới ngày thiên đình dũng sổ à. Cho nên vậy quý vị không chết được dịch, quý vị cũng chết đói, quý vị không chết đói cũng chết nắng hạn, bởi vì không nắng hạn quý vị cũng bị lụt, và không bị lụt rồi quý vị cũng bị động đất. Mà nếu quý vị không động đất thì cái chiến tranh nguyên tử thằng Nga quýnh Uma Trường An ngủ, thằng Trung Quốc quýnh Đài Loan, cả thế giới nhảy dùng chiến, thằng nào cũng đánh hết. Cho nên vậy đúng như câu ông bà cho biết, giặt dậy lăn xăng lật đăng xăng, giặt dậy tầm bậy đánh nhau tầm bậy, giặt nào ở đâu đánh đó thấy ngó, giận nghèo thấy ngó, bá bèo người thác tan nát đâu đâu. Còn thanh chị cho biết, bơm đạn vẫn chưa thôi chế tạo, thì nhân sanh có điên đảo hết đâu, do nhân viên tạo địa cầu, do nhân viên khiến đài lầu tan quang. Quả đất đã bao lần biến đâu phải là mới chiến đầu tiên, hãy xem cùng vật hiểu liền, nói lên chìm xuống có yên bao giờ. Còn vật nhỏ mau cơ biến đổi, quả đất to lâu mới phai hình, nghĩ ra cũng đáng giật mình, như ngồi trên đám đục bình trôi sông. Ông Thanh Thị cho biết là coi như trận nguyên tử này nó ra tan cái trái đất này ra thành bụi hết. Ông nói cũng như đám đục bình mà trôi sông, không biết nó đã tan giờ nào. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ tôi quyết định với quý vị, đây sắp tới là quý vị mình mà vợ chồng hạnh phúc tìm không có đâu, có con để lo cho nó tới tơi tới chốn không có đâu, quý vị mà trong xóm làng mà cất chơi nhà lầu không có đâu. Tôi thì tôi coi trên mạng đó, ở Sài Gòn mà mấy cái biệt thự của thằng Đài Loan với thằng Hàn Quốc đó trước đây á, tôi chạy ngang bỏ bộ cái trở nó, tôi thấy là giá trị của nó là hàng trăm tỷ luôn. Bây giờ nó đóng cửa như già ma gần 2 năm rồi. Cho nên vậy mà trên Sài Gòn bây giờ đó, tôi thấy cái bảng là bán nhà, bán biệt thự, bán đất. Cho nên vậy mà treo đầy dãy luôn. Cho nên vậy mà bây giờ ở đây đó, không phải riêng ở đất Việt Nam mình, mà bây giờ trên thế giới bây giờ treo bán nhà bán đất tùm lum luôn. Bây giờ ở trong nông thôn đó là tôi thấy mấy người bán đồ ở chợ đó là 10 người bán chứ có 3 người mua, bị ai cũng ra chợ bán đồ sập này sập kia tính ra bán là kiếm lời, mà cái người đăng ký bán nhiều hơn người mua là bị con ở Bình Dương nó không có gửi tiền gì à. Cho nên cái số ở nhà không đi chợ đó ra đồng thấy rau luộc không à, cho nên họ đi chợ thấy ở xe xa, mà cái người bán thì nhiều người mua ít. Cho nên mấy cái sạp bây giờ để cái bảng là cho thuê trở lại, cho thuê sạp, cho thuê sạp, cho thuê sạp tùm lum hết trơn luôn. Cho nên vậy mà thợ hồ, thợ hàng bây giờ đó nó thất nghiệp đùng đóng luôn. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bảo đảm với quý vị, đây tới dậu là tàn tiêu, con người chết dần chết mòn, chết trong đau khổ. Yeah. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ đây đến 6 năm nữa, còn quý vị chết từ từ, quý vị mình vợ chồng có hạnh phúc không? Con bây giờ có lo nó tới đây chốn không? Quý vị mình bây giờ có cất thêm nhà cấp 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ không? Quý vị có sắm xe du lịch thêm không? Quý vị có mua đất vườn thêm không? Quý vị cho con tới đại học nổi không? Cho nên vậy mà Bỉ Thiện nói đó, là coi như thống kê Việt Nam là mấy em đậu đại học ở Sài Gòn là 1.000+ em mà tiên bứa bối bỏ học, bởi vì cha mẹ không có đủ tiền lo cho con học đại học, đậu rồi mà không có tiền lo cho con đại học. Như vậy là ám chỉ cuộc đời nó sắp tàn tiêu tận thế rồi quý vị. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ mấy anh em nào mà tu theo thầy mấy chục năm nay, có ăn chay trường, có cúng lại, có làm việc thiện mà cầm qua lăng cất nhà dân nghèo đi chặt thuốc nam rồi đó, anh em chuẩn bị đi, chừng nào mà thằng Trung Quốc khởi công đánh Biển Đông ngoại suối miên là nó chạy xuống tới tỉnh biên là bắt đầu núi nổ liền à.
bởi vì mấy miền chạy tới đó Việt Nam mình bắt buộc phải bỏ bom, bỏ bom cái núi cấm là núi bọng, bỏ nổ cái bùng ra rồi là đền đài hiện liền. Cho nên đài đài hiện liền thì quý vị mình nghĩ đây tới ngày mà Trung Quốc quýnh Đài Loan còn bao lâu nữa quý vị, mà quýnh Đài Loan rồi thì ông mãi quýnh Biển Đông rồi xuống mấy miền xuống liền, mà xuống mấy miền xuống liền thì núi nổ liền. Cho nên Đức Thầy cho biết thật sân lộ vẻ đài lầu chừng đi mới biết nhiệm màu của ta, hoặc là thất sơn lộ vẻ thất sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim cũ cũ uy viên tình duyên tham bao đổ máu tuôn rơi cùng mời nói trời chữ ban hàng phục, hoặc cái chỗ khác thầy cho biết là coi như đó là Bình Dương sửa trị mới an ngôi trời, hoặc chỗ khác lâu đài nuôi cấm lộ nay mai. Đức Thầy nói lại lộ nay mai, năm nay 84 năm rồi thầy, mà trận này nếu biên xuống là nổ thiệt đó thầy. Đầu cài nuôi cấm lộ nay mai, cái tín đồ nghe câu giảng Đức Thầy nói nay mai mà năm nay 84 năm dài rồi thầy ơi. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bà con thử nghĩ coi chồng vợ cắt được cái nhà cấp 4 rồi vô đó đó nghe, có máy lạnh đồ đó nghe. Ông chồng nói bà vợ đã quá em ơi đã quá em ơi, anh ơi, mần mấy chục năm mới cất được cái nhà cấp 4. Còn cái này núi cấm nổ cái hì rồi hòa hảo gì đó đó ha. Nhà nào nhà nấy vách tường bằng vàng không, ghế ngồi bằng kim cương không. Cho nên vậy mà lưu ly hộ phách mấy tòa đài cung, chỗ khác thanh sĩ cho biết màng bi mật non đài khi gian kẻ lành tâm hay đến mà xem. Ngọc muôn màu kết tuổi làm dèm lầu nhan dáng nóc ngước xem mỗi mắt. Hương vô tận bay ra nằm nặt gót thần tiên nện khắp gần xa. Nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hàng ngà đức Phật. Cảnh bao quý ngay trên mặt đất trở xa sôi nhân vật chớ ngờ. Nay gắn tu sao đặng hưởng nhờ, ngán nghe gõ lời cơ minh trước. Có trồng tất có ngày ăn được, làm ăn thì hương phước khỏi nghi. Ngán nghe lời của đấng từ bi, sẽ cõi chí chớ nghi lầm lạc. Tôi có chiếc xe mà không gài nó bị lục doanh sửa dưới 3-4 ngày chưa rồi, mà nghe nói nay mai rồi bắt đầu tôi có tài xế biển đi Cà Mau hả, đi Bạc Liêu gì nó lái, mà tôi ngồi cái bên cũng đã nữa, bị xe lỗ cũ sĩ rồi mà đều sửa lại chạy cũng êm. Mà sao mẹ ông thanh sĩ cho biết hôm qua khi mà mở ra rồi đó hen, kẻ ngồi trên sư tử kẻ lại ngự chim bằng thiếu chi âm cởi cọp, có nhiều vị ngồi trên lân ai cũng đều nghiêm chỉnh đến dự hội phong thần. Chim mừng kêu kêu ít qua cảm nở rộ rần, chinh thần khi nghĩ đến lòng quan thí muôn phần. Bây giờ trên thế giới này đó, nếu có ông nào ông cởi phụng mà bay trong trời đất này, Mỹ nó bay máy bay qua tổng thống Joe Biden lại mấy cha lại ba lại nhường cái con rồng này chỗ con phụng này lại cho tôi bay, chứ còn máy bay nó gớt nó nổ theo ông nội đi, còn con rồng này bay bảo con phụng này bảo đảm. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì ngày mai này không bao lâu quý vị sẽ chứng kiến cái cảnh núi cấm có đền đài và Phật tiên là vô lượng vô số xuống tại đền đài, và rồng phụng ca múa không biết bao nhiêu ngàn con, tiên ở trên trời bay xuống bao nhiêu triệu người. Cho nên vậy quý vị tưởng tượng cái ngày đó vui cỡ nào. Cho nên vậy mà Đức Thầy nói đó, ngày vui tươi cũng ở Đà Lô bông cỡ sao đời, còn mãi say xưa không tìm thầy đắng hưởng phước thừa ngày. Lập hội tay vinh nhành quê trao thân phận rằng danh hiếu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Kính thưa quý vị, như vậy thì 12 năm Thái tử Siddhartha ngồi với cụ là ngài thành Phật. Cho nên ngài trẻ mãi không già, mạnh hoài không đau, sống hoài không chết, hưởng hoài không hết. Cách mạng 30 năm cho nên để người ta hưởng sơ nhà lầu. Như vậy thì hòa hảo 80-90 năm theo thầy, quý vị sẽ hưởng được đền vàng cát ngọc, hưởng đời thượng cổ làm tiên, hưởng qua cõi thượng cổ 30-30 ngàn năm không đau khổ, sống tiêu diêu nhàn hạ ở là coi như cảnh này qua cảnh nọ tiêu dao nhàn hạ vui chơi. Cho nên Đức Thầy có câu bao la cảnh Phật cõi tiên, tầm mong mai liễu trúc khu diễn qua màu,
ngũ dân năm sắc năm màu, kìa quý nọ phụng lao sao vui mừng. Giang dày sấm nổ chiến đừng cha con hội hiệp mới mừng chúa tôi. Hoặc là ngày nào mà Phật tiên tội gì ấy, thời lai bình trị muôn dân, khắp các nơi chư quốc sân thần, trong bốn biển chung dân lạc nghiệp. Theo dõi gót người xưa mới kịp, dừng mây lành ngũ sắc hào quang, Phật thánh tiên đông độ lướt sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đà khởi sắp trổ tài, hai biến lấp non dời, dưới cùng trên ám đạm khi trời, cả thế giới mưa hòa gió phần. Tạo nền mong đánh quân đặt dựng nơi triều ca gầy dựng tôi hiền, giờ mắt câu thiên lý dĩ nhiên nên còn đại thiên quay nấy lệnh. Tỏ tình đời ít câu không thành, mong kháng quan vào cửa xem tuồng, có cùng cây điệu thu diêm muôn nhân với vật quần lai bổn banh. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lối đạo nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thơi. Bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung. Cái điều như vậy. Như vậy thì quý vị có ăn cây vàng mà còn mừng quýnh, có ăn ngàn đô quý vị còn mừng quýnh, quý vị được đi nước ngoài lao động thêm nọ mà mừng quýnh. Còn cái này không quá dài năm nữa, đền vàng, điện ngọc, ghế vàng, ghế bạc, rồi sống làm tiên, rồi no hoài, không đói, mạnh hoài, không đau, vui mãi, không hoài, sướng hoài, không khổ. Như vậy thì 30.000 năm như vậy mình, quý vị có đổi không? Ông Tám ở nhà tôi 41 năm qua đất Mỹ làm như trâu, tuy có tiền đô la nhưng mà cái bệnh bây giờ khở khò khò, qua cõi thượng quan rồi làm cái ông tiên bay trong trời đất du du luôn, không có ngày nào đau khổ hết. Như vậy thì mình nên làm tiên hay làm tục ở cõi này, làm dân thượng quan hay làm vua ở cõi này, quý vị mình qua đó sướng hở đây sướng. Là cho nên còn một vài phút sau cùng, kính thưa quý vị, bây giờ tôi kính thưa quý vị, trên màn ảnh quý vị thấy tôi ốm hơn 5-10 năm về trước, là bởi vì tôi biết là cơ thể của tôi theo cái vấn đề sinh già bệnh chết, không đầy 5 năm nữa là xuống đất. Cho nên vậy mà bây giờ tôi nãy giờ nói chuyện cho YouTube và các vị cộng đồng mạng nghe, tôi nói bằng cái tâm của tôi. Cho nên khi cái thân của tôi bị tắc hở đó, đem đi chôn đó, là cái thân tôi 100 năm sau trở về cho đất trên địa cầu này. Còn cái khôn ngoan hiểu biết của tôi nói nãy giờ đó, tôi sẽ mang về theo qua cõi thượng quan. Cái xác tiên của tôi có, là cái khôn ngoan của tôi nó dựa vào cái thân tiên ở cõi thượng quan, để gặp Phật Di Lặc, tôi nghe Phật Di Lặc để đắc đạo. Còn nếu tôi được về cực lạc thì tất cả những cái công mà tôi học đạo mấy chục năm nay, cái công tôi ngồi thâm thiền đó, tôi sẽ đi theo cái hồn của tôi về cực lạc, ở trong bông sen nở ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tôi sẽ gá vô cái thân ở cõi cực lạc đó, là tôi sẽ tiếp nối con đường tu theo Đức A Di Đà ở cõi Tây Phương. Như vậy thì tôi với quý vị cùng nhau, là nếu ngày nào tôi tắt thở mà quý vị thấy tôi thanh tịnh 7 ngày 3 ngày thì quý vị quả quyết tôi sẽ về cõi Phật. Cho nên vậy mà trong thân của mấy em đang ngồi YouTube đây, luôn cả trái đất này bây giờ cũng vậy. Nếu trận chiến tới kỳ chiến tranh nguyên tử đây, nếu quỷ diệt ở đây, tôi nói là cả thế giới phải tin thôi. Nếu nguyên tử nổ, cả trái đất ra thành bụi rồi. Như vậy thì vợ quý vị đi kiếm ở đâu? Chồng quý vị đi kiếm ở đâu? Kiếm ở trong bụi ở đâu? Cha quý vị đi kiếm ở đâu? Nhà lầu quý vị đi kiếm ở đâu? Nó cháy ra thành bụi đi kiếm ở đâu? Cho nên tất cả những cái gì trên thế giới này quý vị đang mến, gái đẹp chân dài hoa hậu, xe du lịch 5-70 tỷ và cái gian sang gấp dốc của quốc gia này qua quốc gia nọ, nó cháy trong cái cơn quyền tướng sắp tới đây. Cho nên cái gì còn ở trong thân của quý vị đều có cái hồn, cái tâm hết. Nếu ai mà sống với cái tâm thanh tịnh 7 ngày thôi, quý vị về cõi Phật ở dưới này cháy kệ đó, không liên quan tới mình. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni đắc đạo có 49 ngày à. Nhưng mà ông Thanh Sĩ cho biết trong đời nay nếu ai thanh tịnh đúng 3 ngày thôi, Phật giảng đạo cho mình nghe, rồi 7 ngày là 14 ngày thì coi như là bỏ xác mình về Niết Bàn ở luôn.
Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây quý vị mình thấy bây giờ tổng thống Mỹ quý không, bao nhiêu đời tổng thống chết rồi, đâu phải riêng tổng thống Joe Biden. Trước đây biết bao nhiêu đời tổng thống rồi, tổng thống cũng chết biển chết à. Bây giờ tổng thống Nga Xô, bao nhiêu đời tổng thống Nga Xô rồi, bao nhiêu đời tổng thống của Đức rồi, bao nhiêu đời tổng thống của Trung Quốc rồi, Tần Thủy Hoàng, Du Trụ Kiệt bao nhiêu ngàn năm rồi. Như vậy quý vị mình có còn sót không nào đâu. Như vậy thì bây giờ cái bà vợ con vua Tần Thủy Hoàng đó có còn sống không? Bây giờ ông vua Bảo Đại đẹp và nhất Việt Nam đó, lúc ông đẹp trai đó gặp bà hoàng hậu Lâm Vương đó, mới cưới nhau đêm đầu đi vui không, gặp nhau mấy năm sau vui không, rồi bây giờ kiếm Bảo Đại ra đâu rồi, kiếm hoàng hậu Lâm Vương ở đâu rồi, bây giờ moi mộ ra bây giờ đất rồi. Như vậy thì tất cả trên vũ trụ này cái gì rồi cũng phải ra đất. Cho nên vậy mà chỉ có cái tâm của mỗi con người chúng ta còn. Như vậy thì thầy nói đó, biết không tìm kiếm mà ha, một câu lục tự nhà nhà bình an. Như vậy tôi đi Bạc Liêu ngày kia, bà con toàn bộ Bạc Liêu đang có số người lại ngồi gần tôi đó. Tôi nói 100 năm trở về đây bà con ở trên Bạc Liêu này còn sống người nào không? Cái bà con nó chết hết rồi, ông nội tôi chết hết rồi. Tôi nói còn có người còn, nó ai? Ông Ký Giỏi. Hồi đó theo Đức Thầy, ông mê đến nỗi là ông niệm Phật riết, ông quên ăn bỏ ngủ luôn, nhà lầu ông bỏ luôn, xe mặt đất ông bỏ luôn, cây cây xăng ông bỏ luôn, bà Ký Giỏi đẹp tiền trần ông bỏ luôn, ông bỏ luôn. Ông sống với cầu niệm Phật, ông biết trước 3 tháng ngày giờ luôn. Cho nên hòa hảo xuống Bạc Liêu hỏi nhà Ký Giỏi đâu, nhà ai không hỏi, hỏi nhà Ký Giỏi là bị ổng về Phật rồi. Còn công tử Bạc Liêu lắng ta coi ổng, ta chửi ông luôn. Tiền là coi như ổng đi thăm ruộng bằng máy bay, mà ổng đi chơi đó là coi như tiền là ổng móc trong túi ra đó, là vàng, nói chung là vàng tấn cái vàng ký á, mà ổng đi chơi không, ổng làm từ thiện. Cho nên vậy mà ông Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Hoa đó có quý không? Quý cái xác ổng bây giờ bệnh môi xác ra coi quý không? Bây giờ vua bên Trụ Kiệt bên Trung Quốc đó quý vị môi cái xác ổng coi ổng quý không? Bây giờ vua Bổ Đại á, qua bên đất là Pháp moi cái xác ông lên coi cái xác ông quý không. Như vậy thì quý cái gì? Quý cái tâm. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, tôi cùng quý vị hiện nay, nếu quý vị mà nhàm chán cõi đời, ai mà bây giờ cắt cóc đó, quý vị ngồi 12 tiếng đồng hồ giống như ông Hai Khuyên ở bên Chợ Mới đó, bây giờ mấy em kể lại đó, 30 năm sáng ông ngồi cái tới chiều, mà chiều ông ngồi cái tới sáng, ông ngồi đến nỗi là ông chết đó, bao nhiêu trăm cây mai ở bên cái cốc của ông Phil Hai Khuyên, cái dòng ở bên dòng bên lái ở Chợ Mới đó, là bao nhiêu trăm cây mai nó nở ra hết, bao nhiêu ngàn con chim ở ngoài là hòn sơn gái mà ổng ra ngoài ổng tu đó, bao nhiêu ngàn con én nó bay về cây cọng ổng, nó đậu mấy tháng luôn. Như vậy thì quý vị mình ở trên xã hội này có ai chết có cái điểm gì không? Vì lúc sống ổng ta thanh tịnh rồi, ổng thường là coi như người ta kể á, tiếp thu xong rồi ổng có cái lưu, ta đổ gạo vô, cái ai mà lại xin gạo nó, ông hai ơi nhà tôi đói quá, ông nói xúc đi, xúc đi, viết rồi cạn cái lưu cổn cổn, cái ông thấy ra ông ăn. Mà ai lại hỏi, ông không biết người đó là ai, bị ông niệm Phật cái ông đứng chồng vậy nè, ai lại thăm ông cái ông hiền hiền nào đó, hiền nam hiền nữ, chứ mắt ông đứng chồng ông không dòm người đó. Cho nên vậy quý vị mình ông quý không? Bây giờ bên Chợ Mới đó, bao nhiêu ông tỉnh trưởng, ông quận trưởng chết rồi, bao nhiêu ông đại gia trên Chợ Mới chết queo rồi, bao nhiêu người ở Mỹ quận chết queo rồi, quý vị có ai quý không? Mà quý ông Hai Khuyên. Ông Hai Khuyên sao quý? Là bởi vì lúc sống ông đã tìm Phật rồi, tìm Phật bằng cách là vợ con không có, rồi tối ngày ngồi trong cốc sớm mơ ngồi tới chiều, ngồi chiều ngồi tới sáng, là ông dòm ra trong thân ông có cái tâm ở trong á, cho nên ông giữ cái tâm thanh tịnh. Cho nên vì thế mà ông chết ông về cực lạc rồi. Điển hình là cái điềm báo cho ông là mấy ngàn con én ở ngoài hòn sân gái gì nó đậu là coi như gãy mấy cái nhánh còng hết. Ông nội mình có được nhỏ không? Cây mai trái mùa mà tự nhiên là tới cái đám giỗ ông là nó nở, tới cái ngày chết ông là nó nở. Như vậy là báo điềm ông vẫn sanh phải không? Rồi vấn đề đó là quý vị mình thử nghĩ, ông Ký Giỏi Bạc Liêu ông biết trước 3 tháng ngày giờ, 3 tháng 10 ngày. Quý vị mình trên trái đất này có ai biết trước ngày chết của mình không? Rồi ông Năm Hiệu ở trên Phú Quang, trên nhà thầy 50 cây số, ông coi như nằm đau thiêm thiếp. Bữa nọ ông nói bà Năm ơi, bây giờ là bông hoa trên Tam Bảo đi thầy về thăm tôi. Biết thầy về Tân Châu thiết giảng khuyến nông. Thầy nói ngày mai, tôi gần lại ngày mai tôi đưa tiễn ông Năm. Anh em chèo Đức Thầy đưa về tới nhà ông Năm Hiệu dưới sông đi lên. Đức Thầy thấy ông Năm Hiệu còn mở mắt, Đức Thầy nói ông Năm chờ tôi đó hả?
Đức thầy lên vuốt mắt ông nắm mặt lại ông theo Phật luôn à. Quý vị mình trên đất này có ai chết kiểu đó không? Tổng thống Mỹ có chết kiểu đó không? Tổng thống Nga có chết kiểu đó không? Tổng thống Đức có chết được gì không? Cả thì bị bơm, người phát cổ, người đau tim, người đau ruột, đau gan, người ung thư, chết la làng, chết nhân găng, chết té đáy, có chết được gì không? Cho nên chỉ có Phật, chỉ có người tu theo Phật mới chết được vậy. Cho nên vậy kính thưa toàn cả quý vị, trên trái đất quý vị mình làm vua rồi cũng bỏ ngôi, còn làm quan rồi cũng bỏ chức, có vợ đẹp rồi cũng chết thôi, có nhà lầu rồi cũng bỏ thôi, có con thơ rồi cũng bỏ thôi. Cho nên chỉ có cái tâm thanh tịnh nhớ Phật, cái tâm đó mới vĩnh viễn theo ta về Niết Bàn, về Cực Lạc. Cho nên Đức Thầy mới có câu: mạng kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hướng công niệm Phật rất yên lành, hoặc là về Cực Lạc thanh nơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu, chúc cho đó dẹt mây mù, dân vàng bưng thối công phu vuông tròn, đến ngày biển cạn non mòn, tứ lần ba trả trắng còn tội căn, nay ông nhập tự làm tăng, trước sau khi khác thiện căn vẫn đầm, lắng tai nghe được tin hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui, hoặc là thần thức nhập thai gian binh hảo, nên nhẫn màng lo nói khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão, hễ thân bệnh thường không quyên não, hết lo toàn nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ba thoát lột cuộc lao đao gì nó, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tấn an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thất lưng chuyển khỏi đeo khổ tử, cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc ngàn lo cuộc sanh nhai, chỉ an nhàn nhìn cảnh Phật đài, khói quá khổ ngu cầu bất đắc, cả phải chúng thấy đều vững chắc, toàn dân lành đâu có nắng đo, dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt, chữ hòa thuận cái sao cho siết, tâm đồng nhau thuận thiện vui dày, cảnh như như vẫn có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, sẵn dị vui gành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu quan ghét gặp nhau, thanh tâm thường trụ hết nghi gạt gào, chất thô trượt tiêu tan mất cả, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tim đụng vào mòn, thân tứ đại của người cũng thế, mau tinh tịnh tu thân kéo trễ, đến tội rồi mới hối buồn màng, chỉ cho bằng ba sớm lo con gìn giới lực nghe kính trọng Phật, đến lâm dung quả lành đâu mất cõi bay phương, chư Phật đợi chờ. Kính thưa quý vị, thì kết thúc đề tài này, quý vị chúng ta cũng đều lo tu trước cơ tận diệt, để con người được sự đón rước của Đức Thầy và chư Phật các vị thành thánh đến dự hội Long Hoa, để gặp mặt Phật trời thầy tổ, đổi thân xác tai hồn, sống cõi đời hưởng ơn lập tiên gặp mặt Như Lạc, cơ hội chúng ta đắc đạo thành Phật giải thoát. Và thứ hai, nếu ai trong thời kỳ này chuyên tâm niệm Phật đến giai đoạn cuối đời, nếu dứt tâm được 7 ngày về phẩm thượng, nếu chúng ta 3 ngày về phẩm trung, nếu chúng ta 1 ngày hoặc 10 niệm trong lúc chết, chúng ta về phẩm hạ cõi Tây Phương, tu tập với Đức A Di Đà thành Bồ Tát lâm phàm cứu độ chúng sanh, toàn hoàng mãn hạnh Phật trở về nhập Niết Bàn cùng vô lượng chư Phật của mười phương. Vĩnh viễn, dầu trái đất này có hư hoại bao nhiêu tỷ lần, mình cũng vẫn mãi mãi ở Niết Bàn để phân thân đi cứu độ chúng sinh. Kính chúc toàn cả quý vị trong đồng mạng sớm lo tu, sớm kề trang báo, sớm tu phiền não, sớm tu sớm tan, mau tu chứ đợi muộn màng, vô thường không đợi, thời gian không chờ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn chú Ba rất nhiều. Dạ, cũng chúc cho chú Ba được nhiều sức khỏe để nói tạo cho bà con mình nghe ha chú Ba ha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.